Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tìm thấy nhiều niềm vui. Nay là thứ bảy nhỉ, chiều nay lại phải vô đúng không? Đấy. Trai vô tiểu, nam vô tiểu như kỳ vô phong cơ mà đúng không? Mời các đồng chí ly trà cho nó phải đạo. Báo cáo với lại các đồng chí, buổi tối hôm qua mình giới thiệu chiếc âm ly GHS Audio PA1000X. Đấy, thì thông tin tới các đồng chí để các đồng chí mừng cho em nó. Em nó đã tìm được bến đỗ. Đấy. Đây, Vũ Khang. Nội dung là âm ly tốt. Đấy. Thì người chồng của em nó là Châu Thanh Bình. Đây, Châu Thanh Bình ở ấp Cà Nà, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam nhá. Đấy. Thì em nó về làm dâu tỉnh Long An. Clip trước thì đã giới thiệu kỹ rồi nhá. Con này thì 8 xò than lớn. Thế nhưng mà cái hãng GHS này thì nó rất chi là châu bò. Đấy. Châu bò là mình nói dòng cái từ gọi là nông dân, tức là nó khỏe nhá. Đấy, nó khỏe. Đấy, nó khỏe. Chỉ có một cái điều đặc biệt là khi người anh em ưng bụng cái sản phẩm này đấy, thì yêu cầu mình là thay cái bò Echo M50195 này này. Đấy. M50195 nhá. Đấy. Thì đương nhiên nó là M50195 thì nó sẽ có phần nhỉnh hơn so với những cái con khác. Đấy, cho dù nó là bo mới. Yeah. Mới thì đương nhiên rồi, mới thì khỏi phải suy nghĩ, nó hoạt động thì còn lâu nó mới hỏng. Còn đây là bo cũ của nó, bo zin theo máy 2399 đây này. Đấy, đây là bo zin theo máy nha. Thì cái âm ly này cái bo echo này người ta làm cũng hơi khiêm tốn nhỉ, là bé tí tí tí. Người anh em không ưng cái bụng và quăng đi nhá. Nhưng nhớ quăng một thùng rác. Đấy, vì đồ điện tử này rất chi là độc hại. Đấy. Thì bây giờ xin test luôn nhá. Không lằng nhằng bị tôm nữa. Để còn đóng gói đưa em nó về Long An. Thì những cái con như thế này, ví dụ những cái con 8 than lớn ở những cái phiên bản khác ấy, thì gặp con này nhiều khi cũng phải kinh nể vì cái độ trâu bò con này. Con này nó đánh rất khỏe nhá. Đấy. Cũng tam 8 con sò than thôi, thế nhưng mà cái loại cái hãng GHS này nó trâu bò lắm nhá. Alo. Alo. Alo 1 2. Alo. Alo 1 2 có 4. Alo. Alo 1 2 có 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy. Chuyển sang con 50195 này thì vào bảo là sẽ càng ngày này ạ. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Mua đồ xin đeo này ạ. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đấy. Chuyển mạch dưới nhá. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Bây giờ đi test nhạc luôn nhá, không alo nữa. Cho bố tin nhạc vào này. Cao cao bên cửa sổ có hai người
Xin phép dừng clip để đưa em nó vào thùng xốp nhá. Để chiều lên được hoặc chưa lên được. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.